Ô tô Cũ Đoàn Nghệ xin kính chào quý vị và các bạn. Năm hết Tết đến xuân sắp sang, hôm nay em lại tiếp tục lên sóng và báo giá một mẫu xe Gram i10 nhập khẩu nguyên trước từ Ấn Độ. Một mẫu xe bản hatchback một đầu sang ăn tiết kiệm như người hiện đang có tại cửa hàng bên em. Vậy thì bác nào mà đúng màu, đúng mệnh, đúng chân cái mẫu xe Hyundai Gram i10 nhập khẩu nguyên trước. Một mẫu xe nhỏ gọn luồn lách những đường ngang ngõ nhỏ này, alo cho em nghe theo số điện thoại 0964656865 hoặc 0979709565. Bác nào mà xem video của em hãy nhớ ủng hộ em bằng cách like và đăng ký kênh, chia sẻ giúp em để được cập nhật những mẫu xe mới nhất mà em đưa lên. Một mẫu xe Hyundai Gram i10 nhập khẩu nguyên trước bản hatchback một đầu mang biển kiểm soát 18A biển quê hương Nam Định. Một mẫu xe nhập khẩu sơn xi thì màu ghi rất là đẹp luôn. Máy gầm thì đại chất côn số ngọt. Vâng, động cơ của nó là 4 máy các bác nhé. Động cơ 4 máy, máy 1.1 rất là tiết kiệm luôn. Một mẫu xe gia đình sử dụng một mẫu xe i10. Vâng, bản hatchback một đầu hiện đang có tại cửa hàng bên em. Vậy thì bác nào quan tâm đến mẫu xe này, alo cho em đi. Vâng, hoặc đến trực tiếp bãi xe của em. Có địa chỉ đặt tại thôn 1, xã Bắc Sơn, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng. Nằm ngay với sát quốc lộ 10, đối diện với ngôi chùa Đạo Linh, núi Thi, Thái Bình và Quảng Linh. Máy lổ giòn tan. Vâng, rất là êm luôn quý vị các bạn này. Quý vị và các bạn nào đang lựa chọn cho mình một mẫu xe tập đi tập lái che mưa che nắng nhỏ gọn luồn lách những đường ngang ngõ nhỏ này, đây là một mẫu xe quá là hoàn hảo luôn. Vâng, giá tiền thì chỉ với hơn 100 triệu đồng thôi. Vâng, chỉ với hơn 100 triệu đồng. Bạn mẫu xe nhập khẩu nguyên trước. Vâng, bản hatchback một đầu. Một mẫu xe i10 nhập khẩu nguyên trước, biển kiểm soát Nam Định. Động cơ 4 máy, máy 1.1. Máy thì rất là êm các bạn ạ. Máy khô ráo sạch sẽ các bác nhé, không hề gì xấu luôn. Đấy. Máy khô ráo sạch sẽ, không hề gì dầu. Hệ thống tổng quan của lắp cabo. Đấy, tất cả những ốc gác này. Các lỗ của nó tròn, không hề có hiện tượng móc méo các nhá. Tập đi tập lái che mưa che nắng. Na ra cũng một bánh. Lốp dép thì rất là dày dặn. Tích hợp xi nhan báo rẽ bên sườn. Và đây là phần hệ thống nội thất của xe. Nội thất ghế da trang bị 2 màu. Trang bị túi khí an toàn cho người lái các bác này. Bô lăng của em nó là bô lăng 3 chấu màn hình đầy đủ. Vâng, chỉ với 152 triệu đồng các bác đã sở hữu một mẫu xe i10. Sản xuất 2011, nhập khẩu nguyên con. Tất cả những ốc đác bản hề. Phần hệ thống khung cánh cửa. Hệ thống keo chỉ của xe. Keo chỉ của em nó keo chỉ đầu tân tắp luôn. Cái ốc gác bản đề chưa hề động đến calipers LED. Phần hệ thống cột kèo của xe nguyên đai nguyên kiện. Vâng, chỉ với 152 triệu đồng các bác đã sở hữu một mẫu xe nhập khẩu nguyên trước, sản xuất 2011, bản hatchback một đầu. Đây là phần hàng ghế đằng sau các bác này. Đây, nội thất rất là tươi luôn. Nội thất tươi cho nói các bác nhá. Hệ thống táp ly cánh cửa. Táp ly của cánh cửa của đằng sau bên phụ. Âm thanh thì rất là hay luôn. Tất cả những cái hệ thống khung cánh cửa các bác này. Đó, không hề mù mọt các bác nhá. Hệ thống keo chỉ của xe, keo chỉ zin. Hệ thống lốp dép các bạn này. Lốp dép thì khá là dày dặn luôn, mua lốp. Trần của em nó đã được độ lên trần 3D chống nóng các bác nhá. Trần 3D chống nóng này, hai đèn trần luôn, đèn nét các bác nhá. Đấy. Trần của nó là trần 3D, 5D rất là sống động luôn này. Đấy. Như là kiểu là vũ trường các bác nhá. Rất là đẹp luôn. Sơn xi màu ghi, bản hatchback một đầu. Máy gầm đại chất, côn số ngọt. Hệ thống cốp sau xe.
Đấy, bên em mua về thì cái một loạt dây cao áp này, đấy, dây cao áp buji thì em đã thay hết rồi các bác nhá. Đấy, thay hết dây cao áp với buji rồi, các bác mua về chỉ việc đổ xăng và sử dụng thôi. Sau đây em sẽ tiến vào phần gầm của xe các bác nhá. Vâng, đây là phần hệ thống gầm của xe. Tất cả những cái đinh 800 giật hai bên các bác này, hệ thống tổng quan của lắp cốp, đấy, tổng quan của lắp cốp các bác nhá. Đây là phần hệ thống của lốp của đằng sau bên lái các bác này, đấy, lốp dép thì rất là dày dặn luôn. Đấy, lốp dép thì còn khá là dày dặn các bác nhá, cua lốp này. Và đây là phần hệ thống táp ly cánh cửa này. Táp ly cánh cửa của đằng sau bên lái các bác nhá. Đấy, táp ly rất là đẹp luôn. Phần khung cánh cửa các bác này. Đấy, tất cả những khung cánh cửa các bác nhá. Hệ thống bệ bậc lên xuống. Với cái ốc ác bản này. Lót sàn đầy đủ luôn. Hệ thống táp ly cánh cửa đằng trước bên lái, bảng tổng của gương kính chỉnh điện các bác nhá. Đấy, táp ly này, tất cả những cái khung cánh cửa các bác nhá. Đấy, khung cánh cửa này. Hệ thống bệ bọc lên xuống. Hệ thống thông số kỹ thuật, tem mác theo nhóm sản xuất đầy đủ luôn, ốc bác chưa hề động đến kale bỏ lết các bác nhá. Một mẫu xe nhập khẩu nguyên chiếc phải nói rất là đẹp luôn. 2011, 152 triệu đồng. Số sàn các bác nhá, ô lăng này. Đó, mặt đồng hồ này. Hệ thống xi nhan này. Đấy, hoạt động rất là trơn tru các bác nhá. Phần phun nước này, đấy, gạt mưa này, đấy, hoạt động rất là trơn tru. Hệ thống quả số này, phanh tay các bác này, đấy, máy thì rất là chất luôn. Tất cả những cái nhựa ốc cột này, đấy, khít khít các bác nhá, hai bên này. Phần đèn trần này, hệ thống gương chiếu hậu các bác nhá. Phần mặt táp lô này. Rồi, mặt táp lô các bác nhá. Phần kính lên xuống này. Đó, hoạt động rất là trơn tru. Rồi, rất là ok các bác nhá. Hệ thống cảnh báo nguy hiểm các bác này. Đó. Thân vỏ của xe thì rất là cứng cáp các bác nhá, rất là cứng cáp luôn. Sơn xi thì màu ghi, đấy, Lara Cruz 4 bánh. Một mẫu xe Hyundai Grand sản xuất 2011. Hàng nhập khẩu nguyên trước cửa nộ. Với giá tiền trước này bên em đang chào bán với giá là 152 triệu đồng. Vậy thì bác nào mà đúng màu, đúng mệnh, đúng chân cái mẫu xe này, nhấc máy lên alo trực tiếp cho em nghỉ. Theo số điện thoại 0961656655 hoặc 0979709565. Bác nào mà xem video của em, hãy nhớ ủng hộ em cách like và đăng ký kênh, chia sẻ giúp em để được cập nhật những mẫu xe mới nhất mà em đưa lên, nhập khẩu nguyên chiếc và giá tiền chỉ với hơn 100 triệu đồng. Đấy, bác nào mà mua mẫu xe này về sử dụng thì rất là yên tâm luôn, tập đi tập lái che mưa che nắng quý vị các bạn nhé. Và xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn những video lần sau ạ.